thoát ly đau khổ có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại, vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh. Bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của tứ diệu đế. Tứ diệu đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng đem sự khổ đau như là một điều gì ghê tởm, xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy, chúng ta trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau, nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác, và bạn lại cảm thấy đau. Điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút, nhưng không tìm thấy cái gai, bạn lại thôi. Một lúc sau, nó lại đau và bạn lại nhìn lần nữa. Sự đau khổ phát sinh, bạn phải lưu ý. Đừng làm ngơ, mỗi khi thấy đau, bạn lại tự nhắc mình, cái gai vẫn còn ở đó. Mỗi khi bạn thấy đau, cái ý tưởng muốn dứt bỏ cái gai cũng phát sinh. Nếu bạn không lấy nó ra, bạn sẽ tiếp tục bị đau. Sự đau đớn sẽ quay trở lại mãi, cho đến khi ý muốn loại bỏ cái gai cứ chiếm toàn bộ tâm trí của bạn. Và rồi sẽ có một lúc bạn không chịu nổi nữa và quyết định lấy cho được cái gai đó ra ngoài, bởi vì nó nhức quá. Nỗ lực tu hành của chúng ta phải giống như thế. Nơi nào có đau khổ, nơi đó có sự xung đột, chúng ta phải xem xét và thẳng thắn đối diện với vấn đề. Lấy cái gai ra khỏi bàn chân của bạn, chỉ việc lôi nó ra. Bạn phải biết tâm của mình bị kẹt ở chỗ nào. Khi bạn xem xét vấn đề của mình, bạn sẽ biết nó, thấy nó và kinh nghiệm được bản chất thật của nó. Tuy nhiên, bạn phải kiên định và tinh tấn trong sự tu hành. Mỗi khi một cảm giác khó chịu phát sinh ra bàn chân của bạn, chẳng hạn, bạn phải tự nhắc nhở mình lấy cái gai đó ra. Bạn không từ bỏ quyết tâm của mình cùng thế ấy. Khi đau khổ phát sinh trong tâm, chúng ta phải quyết tâm dứt sạch tận gốc rễ mọi phiền não. Đây là một quyết tâm kiên định và không ngừng nghỉ. Cuối cùng, mọi phiền não sẽ rơi vào tay của chúng ta và chúng ta có thể kết liễu chúng. Cho nên, chúng ta làm gì với sự hạnh phúc và đau khổ? Tất cả các pháp sinh khởi bởi do nhân duyên. Khi quả ngừng, đó là vì nhân đã ngừng. Nếu chúng ta không bám víu hay dính mắc vào một điều gì đó, thì cũng như rằng điều đó không hề tồn tại. Nếu có một sự hiện hữu, thì phải có sự phát sinh. Sự dính mắc hay ràng buộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự khổ. Mỗi khi sự khổ phát sinh, hãy xem xét nó, xem xét giây phút hiện tại, xem xét chính thân và tâm của bạn. Khi hạnh phúc phát sinh, đâu là nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó? Hãy nhìn vào nơi đó, bất cứ nơi nào, những thứ này phát sinh, hãy cảnh giác. Cả hạnh phúc lẫn đau khổ phát sinh từ sự dính mắc. Những hành giả thuở xưa xem xét tâm của mình như sau.
chỉ có sự sanh khởi và tàn lụi, không có một thực thể thường hằng. Họ suy ngẫm từ mỗi khía cạnh và nhận thấy rằng không có gì nhiều với cái tâm này của họ, không có gì kiên định, chỉ có sinh và diệt, diệt rồi sinh, không có gì có tính cách lâu dài. Trong khi đi hay ngồi, họ nhận biết sự diệt như thế đó, nhìn nơi đau, họ cũng chỉ thấy đau khổ, chỉ vậy thôi. Như thể một cục sắt lớn vừa được hâm nóng trong lò lửa, toàn thể cục sắt đều nóng. Nếu bạn chạm vào nó ở phía trên hay phía dưới, nó cũng đều nóng. Chạm vào bốn phía, phía nào nó cũng nóng, khắp chỗ đều nóng. Không có một nơi nào trên cục sắt là mát mẻ cả. Nếu chúng ta không suy ngẫm về những điều này, chúng ta không biết điều gì về chúng cả. Chúng ta phải nhìn cho rõ, đừng chỉ bị sinh ra, phải biết tiến trình của sự sinh. Những tư tưởng như ô, tôi không chịu nổi người đó, hắn làm gì cũng sai cả, sẽ không còn nảy sinh nữa, hay tôi rất thích cái đó. Những điều này không nảy sinh, đó chỉ là những tiêu chuẩn thích và không thích của thế giới. Chúng ta phải sử dụng những quy ước của thế giới để đối tác với nhau. Nhưng bên trong chúng ta phải rỗng không. Đây là nơi trú ẩn của những thánh nhân. Tất cả chúng ta phải thấy đây là mục tiêu của sự tu hành. Đừng hoài nghi nữa. Trước khi đi tu, tôi từng nghĩ rằng chùa chiền ở khắp nơi nhưng sao chẳng có bao nhiêu người tu hành. Hay nếu họ có đi tu, họ cũng chỉ tu một thời gian ngắn rồi hoàn tục. Còn những người không bỏ cuộc thì vẫn không nỗ lực tu hành. Tại sao vậy? Thế rồi tôi quyết tâm. Được, ta sẽ xả bỏ thân tâm mình trong kiếp sống này và thử làm theo lời dạy của Đức Phật cho đến cuối cùng. Ta sẽ chứng ngộ ngay trong kiếp này. Bởi vì nếu không, ta sẽ vẫn chìm đắm trong biển khổ. Ta sẽ không buông bỏ tất cả những thứ khác và quyết tâm tu hành. Bất kể khó nhọc hay đau khổ bao nhiêu, ta cũng sẽ kiên trì. Nếu ta không làm thế, ta sẽ tiếp tục nghi ngờ mãi. Nghĩ như thế rồi, tôi khởi sự tu hành. Bất kể hạnh phúc, đau khổ hay khó nhọc bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục. Tôi coi cả cuộc đời mình như thể đó chỉ là một ngày một đêm. Tôi sẽ theo lời dạy của Đức Phật. Tôi sẽ tu hành để hiểu được tại sao thế giới hư ảo này khốn khổ đến thế. Tôi muốn biết, tôi muốn tin thông giáo lý, nên tôi quyết định tu hành. Những người xuất gia chúng ta xả bỏ được bao nhiêu đời sống thế gian. Nếu chúng ta tiến bộ nhiều, có nghĩa là chúng ta xả bỏ được tất cả. Chúng ta xả bỏ tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và cảm xúc. Chúng ta dứt bỏ tất cả, nhưng rồi chúng ta lại kinh nghiệm chúng. Cho nên người tu phải thiểu dục tri túc và không dính mắc vào bất cứ thứ gì, dầu đó là lời nói, miếng ăn hay bất cứ gì. Chúng ta cũng dễ dàng hài lòng, ăn uống giản dị, ngủ giản dị, sống giản dị. Bạn càng tu tập như thế này, bạn càng cảm thấy bạn túc hơn nhiều. Pháp, bạn phải tự mình chứng ngộ, tự mình nhận biết có nghĩa là tự mình tu hành. Bạn chỉ có thể nương tựa vào vị thầy khoảng 50% đoạn đường mà thôi. Ngay cả những gì tôi giảng dạy bạn hôm nay, tự nó hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng đó là những điều đáng nghe, nhưng nếu bạn tin vào nó chỉ vì tôi nói thế, bạn là người khờ dại. Hãy thực hành, hãy nhận biết nó bên trong chính bạn, hãy tự mình làm lấy, như thế mới lợi ích hơn nhiều. Và rồi bạn sẽ biết được mùi vị của đạo pháp. Đây là lý do Đức Phật không nói quá tỉ mỉ về những quả vị tu hành, bởi vì đó là những việc không thể nghĩ bàn.
Cũng giống như khi bạn cố miêu tả những màu sắc khác nhau với một người mù bẩm sinh, nó là màu vàng tươi. Nói như thế chẳng giúp được bao nhiêu. Bạn phải tự mình chứng ngộ. Nếu bạn tự mình nhận biết rõ ràng, bạn sẽ có bằng chứng rõ ràng. Dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều sẽ dứt sạch nghi ngờ. Ngay cả khi có người nói anh tu hành sai cách rồi, bạn vẫn không bị lay chuyển, bởi vì bạn đã có bằng chứng là một người tu hành. Đó là thái độ của bạn. Bất cứ bạn ở đâu, không ai có thể bảo bạn một điều gì. Bạn phải tự mình nhận biết. Chánh kiến bạn phải có, nhưng để tu hành được như thế thì chỉ một tháng cũng rất hiếm. Có một lần tôi đến tu viện phía Bắc và sống ở đó với một già vị sư xuất gia. Tôi làm tròn những bổn phận mà một vị sư trẻ thường làm, lấy thức ăn cho họ, giặt rửa y bát và độ vô phóng uế của họ. Tôi không nghĩ mình đang làm gì cho một người nào, mà chỉ cảm thấy rằng đây là một phần trong sự tu hành của tôi. Bởi vì những người khác không làm những việc này nên tôi làm, chỉ thế thôi. Tôi xem đó như là một cơ hội để tạo phước báo, và tôi cảm thấy mãn nguyện. Vào những ngày rằm hay mùng một, tôi chùa dọn chánh điện và chuẩn bị nước để rửa và uống. Những người khác không biết gì về việc này nên họ chỉ đứng nhìn. Tôi không chỉ trích họ bởi vì họ không biết. Tôi chỉ làm bổn phận, và khi hoàn tất công việc, tôi cảm thấy thật vui. Tôi có sự khích lệ và niềm hăng say trong sự tu hành của mình. Mỗi khi tôi có thể làm một điều gì trong tu viện, dầu là việc của tôi hay của người khác, nếu thấy thứ gì dơ bẩn thì tôi dọn sạch. Tôi không làm thế để người khác nể phục mình, nhưng chỉ để sự tu hành của tôi tốt hơn. Dọn sạch chỗ ở của bạn thì cũng giống như dọn sạch tâm của bạn. Đây là điều mà bạn cần phải nhớ. Sống với nhau trong đạo pháp, với sự thuận hòa và kiềm thúc, với cái tâm được huấn luyện, và rồi bạn sẽ không phải lo lắng về sự hài hòa. Nó tự động phát sinh và bạn sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu công việc quá nặng nhọc thì chúng ta giúp đỡ nhau, mỗi người một tay, đó là cách tốt nhất. Tôi cũng biết vài loại người khác, và họ cho tôi cơ hội để trưởng thành. Chẳng hạn trong một tu viện lớn, các tỳ kheo và sa di thỏa thuận với nhau là họ giặt y phục vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi đi nấu gỗ mít để lấy tinh chất làm thuốc giặt. Lúc đó có nhà vị sư cứ đợi một người nào đó khác nấu gỗ mít rồi tới xin thuốc giặt để giặt y phục của họ. Sau đó họ về chòi, treo áo quần lên rồi đi ngủ trưa. Như thế họ không phải trụm lửa, không phải dọn dẹp. Họ cho rằng thế là khôn ngoan, nhưng đây mới là ngu ngốc nhất thế gian. Những người này chỉ tăng thêm sự vô minh của họ, bởi vì họ không làm gì cả. Họ nhường tất cả công việc cho người khác. Cho nên, lúc ăn, nói hay khi làm bất cứ việc gì, hãy luôn xét lại chính mình. Bạn có thể muốn sống thoải mái, ăn ngon, mặc sạch, nhưng chúng ta tới đây để làm gì? Nếu chúng ta thường xuyên suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ luôn lưu ý, chúng ta sẽ không quên, sẽ luôn cảm giác. Hãy sống tỉnh giác như thế, nỗ lực tu tập trong mọi tư thế. Nếu chúng ta không nỗ lực, sự việc sẽ khác hẳn. Lúc ngồi, bạn ngồi như thể bạn đang ở dưới phố. Lúc đi, bạn đi như thể bạn đang ở dưới phố. Và rồi bạn muốn đi quanh quẩn dưới phố với những người tại gia. Nếu không nỗ lực tu hành, tâm sẽ hướng đến một nơi khác. Bạn không kháng cự và cưỡng lại đầu óc của mình, mà cho phép nó trôi nổi theo ngọn gió cảm xúc. Đây gọi là chạy theo cảm xúc của mình, giống như một đứa trẻ. Nếu chúng ta nuông chiều nó quá,
nó có thể trở thành một đứa trẻ tốt không? Nếu cha mẹ chiều theo mọi ước muốn của con cái, điều đó có tốt không? Dầu lúc đầu họ có chiều chuộng một chút, nhưng khi đứa trẻ bắt đầu nói được, đôi lúc họ sẽ la đánh chúng, bởi vì họ sợ con mình hư đốn. Tâm phải được huấn luyện giống như thế. Bạn phải biết mình và biết cách huấn luyện mình. Nếu bạn không huấn luyện tâm của mình mà đợi một người nào đó huấn luyện nó cho mình, bạn sẽ gặp phiền phức. Sự tu hành không có giới hạn, đi đứng nằm ngồi, lúc nào bạn cũng có thể tu hành. Bạn có thể chứng ngộ trong lúc quét dọn sân chùa hay nhìn một tia nắng chiều, nhưng bạn phải luôn tỉnh giác. Nếu bạn hành thiền tinh tấn, bạn có thể chứng ngộ vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Đừng lơ là, hãy lưu ý, hãy cảnh giác. Khi đi ức thực, nhiều thứ cảm xúc khác nhau có thể phát sinh, và tất cả đều là pháp để tu tập. Khi bạn trở lại tu viện và ăn cơm, có rất nhiều pháp để bạn quán xét. Nếu bạn luôn nỗ lực, tất cả những thứ này sẽ là đối tượng của thiền quán, trí huệ sẽ nảy sinh và bạn sẽ chứng ngộ. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không xem thường sự việc, chúng ta luôn quán chiếu các pháp. Một khi đạt đến trình độ này, sự tu hành của chúng ta sẽ không biết có ngày và đêm, nó sẽ tiếp tục không ngừng và không có gì có thể ô nhiễm sự tu hành của chúng ta. Và nếu có, chúng ta sẽ nhận biết ngay lập tức. Tâm sẽ không chạy theo những thứ như tôi nghĩ tôi sẽ đi tới nơi đó, hay có lẽ đi nơi kia, nhưng chỗ nọ có lẽ sẽ vui hơn. Đó là đường lối của thế gian. Đi theo đường đó và rồi sự tu hành sẽ tiêu tan. Hãy luôn tỉnh giác, không ngừng quán sát. Thấy cây, thấy núi hay thấy thú vật cũng đều là cơ hội để quán sát. Hãy mang tất cả vào trong, quán sát chúng rõ ràng trong tâm của bạn. Một khi cảm giác nào đó nảy sinh, hãy nhận biết rõ ràng. Bạn có bao giờ thấy một lò gạch chưa? Người ta đốt lửa cách lò khoảng một thước. Nếu chúng ta làm lò gạch đúng cách, tất cả hơi nóng sẽ đi vào trong lò và công việc sẽ hoàn tất nhanh chóng. Cùng thế ấy, tất cả mọi cảm xúc của chúng ta cần được kéo vào bên trong để được chuyển thành chánh kiến. Lúc nhìn, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, tâm kéo tất cả vào trong. Những cảm xúc này có thể dẫn đến sự phát sinh trí huệ. Trích lời dạy của Ngài A Chàng Trang.